Ê, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang phục mới, đó trang phục VNS lưu ly long mẫu nha. Và mình sẽ chia sẻ cho người về giá con Huy dự kiến để cho mọi người chuẩn bị để mua trang phục VNS nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mà cái like video, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, thì vào ngày hôm trước ấy thì mình được bên Ghana gửi cho mình thẻ từ để trải nghiệm trước trang phục VS lưu ly long mẫu rồi. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào game để nhận cho mọi người, nhất là review cho người về hiệu kỹ năng. Thứ hai, mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt và chia sẻ cho người về giá quân huy dự kiến để làm sao các bạn có thể chuẩn bị trước để săn trong VS nha. Và mọi người đừng quên để lại cho mình một lượt like, mình đăng ký kênh ủng hộ nhé. Còn các bạn không biết bình luận cái gì đúng không, thì các bạn có thể để lại cho mình một lượt dấu chấm, một lượt dấu phẩy phía dưới video là được. Đó, và trước mặt mọi người là màn xuất hiện của trang VS, một bên màu xanh, một bên màu tím, trông kiểu rất là xịn sò luôn. Thì trang phục này trang phục 3S hữu hạn nha mọi người. À không phải, đây là trang phục 3S giáp thìn chứ không phải hữu hạn. Đó, nó đặc biệt là vậy. Và thời gian sự kiện ra từ ngày 9 tháng 2 tức ngày 30 Tết cho đến ngày 29 tháng 2, tức là các bạn sẽ có tầm khoảng 20 hôm để người tham gia sự kiện nha. Và mọi người chỉ cần tích lũy cho mình đủ 5 lưu ly thì mọi người sẽ nhận được trang phục VS nha. Và trước mặt mọi người là sự kiện, thì sự kiện này các bạn chỉ cần tích lũy cho mình đủ 5 lưu ly thì các bạn sẽ nhận được trang VS nha. Thì sự kiện này khá giống cái sự kiện để săn trang phục 2T, à đâu, săn trang phục mà kiểu khả năng là nó sẽ như trang phục 2T hoặc là săn những cái trang phục kiểu như tích lũy huy hiệu mọi người. Đó, thì các bạn chỉ cần tích lũy cho mình đủ 5 lưu ly, mọi người chắc chắn là sẽ nhận được trang VS nha. Và mọi người sẽ có thêm hiệu hạ gục này, emote này, nó điệu nhảy vân vân. Thì các bạn tham gia lần đầu chỉ có 9 con huy thôi. Thì sự kiện này thì một số bạn sẽ hỏi mình là trang phục này tầm bao nhiêu con huy. Thì con huy dự tính ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình từ 3.000 con huy cho đến tầm khoảng hơn 4.000 con huy, 4.500 con huy là các bạn đã sở được rồi. Có nếu bạn nào chắc hơn một chút ấy, thì các bạn thể nạp cho mình gói hơn 5k con huy một chút. Thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình 0359188642 nhé. Thì mình sẽ nạp quân huy xuyên Tết thì mọi người, mình sẽ không nghỉ Tết đâu. Bạn cứ nhắn lúc nào thì mình sẽ trả lời và bán quân huy các bạn lúc đó. Thế nên mình sẽ làm xuyên Tết nha. Và sau đây thì mình sẽ review cho người về màn xuất hiện của trang của VS. Thì khi VS xuất hiện đúng không, thì các bạn sẽ thấy VS sẽ có một cái tay cầm lưu ly. Thì khi mà lưu ly xuất hiện xong thì các bạn sẽ thấy VS xuất hiện. Đó, đồng thời sẽ có hai con rồng, một con rồng màu tím, một con rồng màu xanh. Màu xanh là thanh long, còn màu tím thì mình không rõ là gì. Lưu ly long mẫu, có nghĩa là long là rồng này, mẫu là kiểu như là mẹ của rồng hay sao mà khả năng là thế. Đó, trông rất là xinh luôn. Và đây là trang phục 3S giáp thìn nhé cho mọi người, chứ không phải là trang phục 3S là hữu hạn đâu. Đại loại là cái này là đặc biệt, cái mark là mark đặc biệt. Thì khi nào mà sự kiện quay trở lại, ví dụ năm sau bạn này, các bạn mà không tham gia sự kiện này thì sang năm sau thì nó chỉ là mark SS 3S hữu hạn thôi, chứ không phải là 3S giáp thìn nữa. Nên là bạn nào muốn sở hữu cái mark giáp thìn xịn sò như này ấy, gọi là mark đặc biệt từ năm nay ấy, thì các bạn phải bắt buộc là các bạn phải săn sự kiện lần này. Còn sự kiện lần sau, ví dụ mà sang năm thì chắc chắn nó sẽ quay trở lại, thì các bạn săn thì nó sẽ không còn cái mark giáp thìn nữa, 3S giáp thìn nữa, nó chỉ còn 3S hữu hạn đấy nhé. Đó, và trước mặt mọi người là ngoại hình của trang phục đi ra. Thì ngoại hình trang phục này như kiểu là trang phục VS mọi người, không giống kiểu như là VS mọi người. Một bên màu tím, một bên màu xanh, xong trên hai bên thì sẽ có một con rồng màu tím cuộn xung quanh này. Đó, con rồng bay đằng sau, một con rồng màu tím, một con rồng màu xanh, hai con rồng luôn mọi người. Và trên tay VS chúng ta sẽ cầm cái lưu ly kiểu viên ngọc ấy mọi người, trông mặt rất là xinh luôn, kiểu ngực rất là to luôn mọi người. Đấy, lưu ly màu tím, lúc màu tím lúc màu xanh. Đó, đẹp chưa mọi người, lưu ly long mẫu như kiểu là mẹ của rồng chẳng hạn. Đó, đẹp tên rất là hay luôn. Ok, thì sau đây thì mình sẽ vào một trận đấu luyện để có thể review cho người về hiệu kỹ năng của trang phục VS lưu ly long mẫu nha. Thì trang phục này mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì trang phục là trang phục 3S giáp thìn, gọi là 3S đúng không ạ. Về ngoại hình ấy thì mình giá là ngoại hình khá là ổn. Đó, đẹp phết mọi người, ngoại hình kiểu như con rồng bay màu xanh, con rồng bay màu tím, kiểu con rồng xanh như kiểu con rồng của HET ấy mọi người. Con rồng tím thì mình không biết là con rồng tím của ai. Đó, và sau đây là hiệu viên về nha. Thì khi VS viên về không, các bạn sẽ thấy là tặng ra một cái vòng tròn và hai con rồng cuộn xung quanh. Đây, mình sẽ tô chậm lại một chút nha.
Xịn sò chưa? Hiệu ứng đặc biệt này, xong có một viên ngọc phát sáng. Xong Venus sẽ kiểu biến thành một cái kiểu lưu ly ấy mọi người. Biến thành lưu ly. Lưu ly khả năng là một cái pháp vật gì đó, pháp bảo gì đó để cho kiểu Venus của chúng ta tinh luyện gì đó. Đây lưu ly đây. Và khi mà lưu ly kiểu như là Venus chúng ta chui trong lưu ly đúng không, thì sẽ có hai con rồng. Một con rồng màu xanh, một con rồng màu tím bay. Bay ra. Xong chưa? Rất đẹp luôn. Thì cùng mình chiêm ngưỡng lại cái hiệu biến về của trong VS một chút. Rất đẹp luôn. Thì trong thì trong tay ấy, thì theo mình đánh giá ấy, thì đợt này thì mình thấy là trang phục VS này bị lu mờ bởi hai trang phục của Violet và trang phục bay gian mọi người. Hai trang phục đó mình tính ra còn đẹp hơn trang phục Violet à, trong VS. Đấy theo quan điểm cá nhân của mình thôi, chứ còn nhiều bạn sẽ thích trang phục VS hơn. Nhưng mình thấy nếu quan điểm cá nhân của mình ấy, thì trang phục kia vẫn đẹp hơn. Nhưng mà trang phục Tết mọi người, đây trang phục Tết. Trang phục kia cũng là trang phục Tết, thì mình thấy là mở bán 1k 2 đơn vị thì ra là ok, nhưng mà trang phục này thì không đẹp bằng. Đấy, và hiệu đích thường các bạn sẽ đánh ra một bên trái là con rồng xanh, còn bên phải là con rồng tím. Thì khi mà có nội tại thì nội tại lần đầu tiên là ví dụ con rồng xanh hạn, thì nội tại thứ hai sẽ là con rồng tím. Và các bạn sẽ thấy con rồng xanh cuộn hai vòng liền. Đấy, thì khi có nội tại lần thứ hai thì sẽ có con rồng tím này. Đấy, rồng tím này, 3 này, 4 điểm nội tại này. Đây các bạn sẽ thấy rồng tím nhé. Đây. Rồng tím cuộn giống y màu xanh luôn mọi người. Đó, thì thứ nhất là về ngoại hình ấy, thì giá trang phục này được 10 trên 10 điểm. Còn hiệu kỹ năng ấy thì mình cũng đánh giá tầm khoảng 9,5 thôi, khoảng 9 điểm thôi. Hiệu kỹ năng chiêu 2 mình thấy là cũng không được tuyệt vời cho lắm. Chiêu 2 mà kiểu con rồng ra thì chiêu 2 vẫn nguyên cái xích. Mình không thấy là chiêu 2 đặc sắc cho lắm. Nhưng mà tí tí chiêu cuối, các bạn xem chiêu cuối rất là đẹp luôn. Chiêu 1. Chiêu 1 thì một bên màu xanh, một bên màu tím nữa mọi người. Không có gì gọi là quá là đẹp như con rồng. Hai con rồng ra thì đẹp, nhưng mà kiểu chắc họ lười nhé mọi người. Đây, chiêu cuối rất đẹp luôn. Các bạn sẽ đánh được một cái xích màu tím, cái nào màu xanh. Và sẽ có hai rồng, hai con rồng. Một con rồng màu xanh, một con rồng màu tím bay ra. Đẹp thật sự luôn mọi người. Chiêu cuối đây. Luôn. Thì mọi người đánh giá sao về trang của VS này, và bạn nào muốn sở hữu thì các bạn cũng nhanh tay là con Huy để vào ngày mai sở hữu nha. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và các bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.